Xin chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục đánh giá phóng sự của Thanh niên Game Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá tự game độc quyền trên hệ máy PS4 mang tên The 1886 Đây là xuất phẩm của hãng phát triển Radiator Chúng ta đều biết đến Radiator qua những phụ bản đình đám như God of War Chains of Olympus hay God of War God of Sparta Vậy với sản phẩm đầu tiên tự thiết kế và phát triển, liệu rằng hãng có tạo được dấu ấn riêng biệt hay không? Trong game người chơi sẽ vào vai Galahad, một trong những hiệp sĩ bàn tròn nhiệm vụ của anh là dẹp tan quân phiến loạn và tiêu diệt lũ Hagrid những quái vật nửa người nửa thú song song với đó người chơi sẽ phải đối mặt với những mâu thuẫn từ các thành viên trong hội bàn tròn lối chơi của game dựa theo phong cách cover nắp và bắn tương tự như dòng game Gears of War mặc dù vậy cơ chế này được xây dựng khá yếu thiếu đi sự linh hoạt và gây khó chịu cho người chơi tương tự như Heavy Rain trò chơi cũng sử dụng cơ chế Quick Time Event vào những trường đoạn căng thẳng các Quick Time Event này được thiết kế đẹp mắt Tuy nhiên, chúng lại xuất hiện lặp lại khá nhiều một cách không cần thiết Điều đó khiến cho người chơi nhàm chán về sau Bên cạnh đó, nhà phát triển cũng đã áp dụng cơ chế này vào một số mini game để khiến trò chơi trở nên thú vị hơn Nhưng kể cả khi đã tận dụng chatbot của tay cầm đua số 4 thì cũng không thể tạo được bất cứ sự đột phá nào Đôi khi, chúng còn tạo nên sự gò bó không đáng có cho game thủ Để thật sự là một điểm trừ đáng tiếc của The Order một tăm tăm sau Các chừng đoạn chiến đấu trong game khá đã tai và đã mắt Hiệu ứng được xây dựng hoành tráng Tuy nhiên, phe Hybrid đã thiếu muối thì ai, AI của phe phiến loạn lại thiếu lửa Nhân vật người dường như chỉ biết bắn và bắn Dựa vào hỏa lực số đông và nắp bắn hớ hên Đôi lúc chúng còn thoải mái chìa lưng cho bạn nã đạn Không hề biết bắn che hoặc hỗ trợ đồng đội Một điểm khá vô lý trong game là cơ chế Fly Fire Bắn bừa từ chỗ nắp lại có độ chính xác khá cao Bạn có thể phơ địch mà không cần nhìn Bên cạnh đó là hiệu ứng làm chậm thời gian Black Sight Để bắn chính xác từng bộ phận của kẻ thù bằng súng ngắn Mỗi khi bị thương, người chơi sẽ sử dụng Blackwater để phục hồi. Lúc này chúng ta lại bắt gặp cơ chế With Time Event một lần nữa. Có thể thấy rằng The Order 1886 được đầu tư rất nhiều về mặt hình ảnh. Từ ngoại cảnh đến nội cảnh và hiệu ứng súng đạn, cháy nổ đều rất đẹp mắt. Đồ họa trong game không khác gì mấy so với nhân đoạn cinematic và các cảnh. Nó không hoa, The Order 1886 là một trong những tựa game đẹp nhất hiện nay trên PS4. Giống như bao tựa game khác, The Order 1886 cũng chứa đựng những yếu tố ẩn cho người chơi tìm kiếm để họ có thể hiểu rõ hơn về bối cảnh của game. Thời lượng trò chơi tương đối ngắn, chỉ khoảng 8 tiếng đồng hồ kể cả khi bạn đang chơi ở chế độ khó nhất. 8 tiếng thực sự là một con số khá ngắn và hơi hụt hẫng so với các tựa game khác. Nếu bạn chịu khó tìm kiếm thêm những thứ lặt vặt trong game thì biết đâu bạn sẽ tốn được thêm khoảng 1 tiếng đồng hồ nữa. Chi tiết vật thể trong The Order 1886 được thiết kế rõ ràng và tỉ mỉ. Bạn có thể thấy rõ được đạn trong khẩu súng, điều mà hiếm có tựa game nào có thể làm được. Một điểm yếu nữa của The Order 1886 là tương tác kém. Trong quá trình chơi, bạn chỉ có thể tương tác được với những nhân vật và những vật thể mà nhà sản xuất đã định sẵn. Tổng thể lối chơi của game vô cùng tuyến tính, mặc dù phong cảnh xung quanh rất đẹp, nhưng tiếc rằng bạn chẳng thể nào tự do khám phá được chúng. Bên cạnh đó, nhiều phân đoạn của The Order 1886 được xây dựng quá dài dòng và không cần thiết, khiến cho tiết tố của trò chơi trở nên chậm chạp. Có thể thấy rằng hãng Radiator chưa thực sự tạo ra được một sản phẩm bơm tấn đúng nghĩa như người hâm mộ đã kỳ vọng có vẻ hãng vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để tạo dấu ấn cho riêng mình trong làng game Tuy vậy chúng ta vẫn không thể phủ nhận The Order 1886 có được những thế mạnh riêng của nó Và chúng ta hãy tiếp tục hy vọng trong tương lai hãng sẽ trở lại và đem cho cộng đồng game một sản phẩm tuyệt vời hơn Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài đánh giá của Thanh Niên Game Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình kỳ sau Thân ái chào tạm biệt